nay mình có mặt tại trường tư văn trường Hà Nội các bạn. Quay cùng khán giả đang bơi và các bạn. Wow, mình sẽ lên quay nè. Gọn quá các bạn, gọn hơn. Đây tới có kèo mút mà các bạn. Đường này cũng có xe đâu chạy. Đấy, chạy giúp coi dẹp đó luôn. Bắt đầu bút nha các bạn. Cái này kinh 3 cái 4 gì nữa các bạn. Cái năm trường ha, năm trường cờ đỏ các bạn. Gần 15 m chưa tính cái gạo các bạn. Anh tài xế. Tài xế nói nha. Qua lộ rồi các bạn. Qua vô ruộng luôn đó. Xe làm dài vậy. Gọn hơn thế bạn. Cái bắp cần với cái chỏ cũng tương đương với nhau vậy nè. Giờ lúa đang di chuyển tới nữa kìa.
phà quá trời có phà các bạn, dư tải luôn. Cái lái bơi ra đụng ghe lúa. Các bạn xem xe biết ha. Trên này thì ít xe đi lắm các bạn. Gió quá gió các bạn ơi. Phà quá trời lực luôn các bạn ha, đi xe phà này vô tư luôn, bề ngang tới 4 mét mấy luôn rồi. Dọn dọn bãi đó dễ không? Xe này anh tài xế nói mới xuống chừng tháng ngoài 2 tháng gì các bạn. Rồi mình xin kết thúc video nha các bạn. Hẹn các bạn trong video tiếp theo nha. Mình sẽ quay vài clip nữa cho mình xem.